Dung dịch sulfur tác dụng với kali permanganat. Cho vào ống nghiệm 1-2 ml dung dịch thuốc tím. Nhỏ tiếp từng giọt dung dịch sulfur vào ống nghiệm. Ta thấy màu tím của dung dịch dần dần bị mất màu. Hiện tượng này chứng tỏ sulfur đã khử kali permanganat.